nay đến với một tình huống giao thông ở quốc lộ 51. Vâng, xe cam đang chạy trên làn dành cho mình, và phía trước là một cặp đôi đang đi vào làn dành cho ô tô. Wow, anh chạy con Vario và xe cam bấm còi tiếp tiếp. Oh, anh chị quay lại liếc nhìn với một ánh mắt hình viên ạ. Oh, chị gái này có một cọc lốp thật là căng nha. Anh chị không đội nón bảo hiểm này. Anh chợ chị nên là lấy le với gái đấy. Rồi, vi phạm giao thông. Và cái kết rất là hay nha. Quý vị khán giả hãy chờ xem cái kết này. Vâng, và đây là cái kết dành cho anh ấy. Thì fanpage tôi là Dân Dí An đã tìm ra địa chỉ nhà của anh ấy. Và vợ của anh ấy là chị Hà. Vâng, nhà anh ấy là ấp Tổ 9, ấp Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Anh ấy là anh Tuấn, và có khả năng là chị gái này là bồ của anh ấy. Vâng, kiểu này thì nhà anh Tuấn chạy chắc rồi. Xin chúc mừng anh Tuấn quay vào mất lượt.